Rất vui gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Diễm Hằng, cái viết quen thuộc. Ngày hôm nay thì Diễm Hằng sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện cũng rất là hay. Nghiệp sẽ trộm thịt. Quý khán thính giả chúng ta yêu thích những câu chuyện của Diễm Hằng thì hãy tiếp thêm động lực cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Diễm Hằng nhé. Đường liên kết Facebook của Diễm Hằng thì có để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ, xin mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Anh Tư, chỗ kia kìa, đó, thấy không? Hai người đàn ông đứng thập thò bên bụi cỏ. Một người trẻ hơn, mặt quắt tay dơi. Hai mắt láo liền quan sát, nói với người bên cạnh tên là Tư. Ông này ngoại hình trông qua cũng khiến cho người ta liên tưởng đến quân trộm cắp. Mắt trắng, môi thâm, mày rậm mắt hiếp. Đã thấy lòng trắng còn nhiều hơn lòng đen. Lúc nào cũng cau mày, ra chiều suy nghĩ. Ông tên Tư hỏi: Thế mày theo dõi kỹ chưa đó? Gần đây mình hành nghề nhiều trên địa bàn, dân chúng nó bắt đầu để ý rồi đó. Không cẩn thận là bỏ mẹ đó. Bác yên tâm đi, em theo dõi mấy ngày nay rồi. Ngày nào nó cũng dắt ra đây nè, cắm cọc cột ở đây. Rồi chiều đó, chiều tối nó mới dắt về. Bà này là bà đi làm ở cái lò gạch kia kìa. Nhà không có ai, có mỗi hai mẹ con à, cho nên là yên tâm đi. Lão Tư vỗ vai thằng hai nhái. Thằng này có tên như vậy cũng là vì người đó lúc ngồi xổm trông không khác gì con nhái bén, nên cái tên hai nhái chẳng biết ai đặt cho, mà từ đó gắn liền luôn với nó. Thằng hai thấy cái tên đó cũng hay, nên gặp ai nó cũng tự giới thiệu, cứ gọi là hai nhái. Thằng này khá đó, lại còn theo dõi gia đình có mấy người. Đi theo anh lâu vậy có khác hả? Cẩn thận rồi đó. Lần trước không chạy nhanh là bỏ cụ nó rồi. Bị công an bắt thì chỉ có ngồi tù thôi. Có người nuôi còn hẹn ngày ra. Chứ mà để dân nó bắt được ha, nó đánh cho bằng chết. Hai người ngồi quan sát địa hình xung quanh. Chỗ này là đồi cỏ hoang, chẳng biết đất của ai mà chẳng trồng gì, để hoang cho cỏ mọc. Phía bên trái là đồi cây, phía bên phải là con sông nhỏ. Phải chạy rất xa theo con đường đất nhỏ mới ra tới đường nhựa. Thành ra nơi này vắng vẻ, không có bóng người. Còn cái nhà chăn mấy con bò này, theo thằng hai nhái nó kể thì đi men theo con sông này xuống dưới hạ nguồn cả cây số. Ở đó có cái xóm nhỏ khoảng hơn 30 hộ dân sống. Lão Tư nhìn cái đồng hồ đeo tay rồi khẩn trương nói: 12 giờ rồi, thật thôi, nhanh rồi chuồn. Hai người rời khỏi chỗ nấp. Trên vai ai cũng đeo một cái túi to, lúc đi còn phát ra âm thanh như của kim loại va vào nhau. Cả hai nhanh chóng tiếp cận đàn bò. Cả thảy có 3 con, một con đực và hai con bò mới lớn. Thằng hai nhái lên tiếng: Anh Tư, con nào? Con đực này đi, thịt nó nhiều. Xử lý xong còn thời gian thì xử luôn con kia. Lão Tư chuyên nghiệp tiến lại gần con bò đang gặm cỏ. Trời hôm nay u ám như sắp trút cơn mưa rào, thành ra nhá nhem cứ như là sắp tối. Như vậy lão Tư càng thích. Con bò thấy có người lạ tiến gần, nó đề phòng đi lùi lại tránh xa, đồng thời kêu lên mấy tiếng. Sợi dây chảo cột ở mũi cũng theo bước lùi của nó mà căng dần, cho đến khi không thể lùi tiếp, nó hoảng hốt chồm chồm muốn giật sợi dây bỏ chạy. Lão Tư đã có kinh nghiệm trong chuyện này, liền cầm lấy sợi dây kéo con bò lại gần mình, rồi giả tiếng kêu của bò. Sợi dây càng lúc càng được kéo gần, con bò không ngừng níu chân giằng lại, như thể nó biết sắp có nguy hiểm tới với mình. Lão Tư này là dân trong nghề lâu, dăm ba tình huống vặt vãnh này không là gì với lão cả. Cầm sẵn trong tay ống kim tiêm, loại chuyên dùng tiêm lợn, bên trong có chứa thuốc mê dạng nặng mà lão đã mua được ở chợ đen. Lão vừa trấn an con bò, vừa lần theo sợi dây chậm rãi từng bước tiến đến gần hơn.
Con bò sau hồi giằng co muốn thoát, nhưng sợi dây chảo buộc luồn qua mũi của nó, khiến nó càng giật mạnh thì lại càng bị đau. Cộng thêm tiếng kêu trấn an của lão, quả thật quá chuyên nghiệp, làm con bò dần bình tĩnh, đứng im, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lão. Có khi nó lắc đầu muốn chạy, nhưng lão cầm sợi dây ghì chặt, đồng thời giả tiếng bò mà kêu lên, nên nó lại đứng im. Khi lão chỉ còn cách con bò chừng 1 mét, lão chọn đứng ở bên trái, tránh phần đầu và chân để không bị nó đá hút. Nhanh như cắt, lão cắm phập ống kìm nhấn thật nhanh. Khi con bò cảm nhận được cơn đau, nó hoảng loạn nhảy chồm, xoay lại, đá chân sau về phía lão, thì lão cũng nhanh chóng chạy tránh ra, và ống thuốc đã được tiêm hết, kìm vẫn cắm trên thân con bò. Thằng hai nhái đứng ngoài, dù đây không phải là lần đầu, nhưng nó vẫn công nhận ông Tư rất lợi hại. Nó theo chân ông cả vài chục vụ rồi, mà vẫn chưa dám làm cái công đoạn nguy hiểm đó. Chà, em phải công nhận là bác quá siêu, chứ phải em có khi nó đá cho lệch mặt. Lão Tư được khen thì khoái chí. Trời, chuyện nó phải coi rõ cả đây. Nào, lấy đồ nghề ra đi, chuẩn bị nè. Thằng hai nhái mở cái túi đeo, lấy ra mấy con dao. Nào là dao bầu, dao thái, dao nhọn, cả dao chặt xương đều có đủ. Lại thêm cả mớ vải dày màu nâu đen, cùng với mấy cái túi bóng đen loại to. Con bò rất nhanh, đứng không vững, chân sau giật giật dần mất kiểm soát, mồm vì nước bọt mắt lờ đờ. Cuối cùng nó không chịu nổi mà đổ rầm xuống, 4 chi duỗi thẳng, nằm im bất động. Thấy cảnh này cả hai không lấy gì làm ngạc nhiên, lão Tư nói. Xử nó đi, tao sang con kia, nhanh gọn vào. Hai nhái không đáp lời, chỉ cật đầu một cái rồi cầm dao, mặt đanh lại, tiến đến chỗ con bò đã rơi vào trạng thái mê man. Nó thành thục cắm con dao bầu vào sống lưng gần cổ, rạch một đường xuống tận đuôi. Phần lưng vai con bò là nhiều thịt nhất. Khi nào thằng hai nhái cũng chọn chỗ này mà xử trước, còn thời gian thì qua chỗ khác. Không thì tảng lưng này cũng đủ nó ăn chơi gái gú mấy ngày. Đường dao cứ thế ngọt liệm cắt xuống, máu chảy bắn khắp nơi. Ban nãy thằng hai nhái đã xé cái túi bóng đen lồng vào người, nên nó mặc kệ. Con bò bị gây mê, nhưng có lẽ cơn đau vượt sức chịu đựng nên giật giật lên mấy cái. Thằng hai nhái không quan tâm, nó nhanh tay với lấy con dao bầu, lách vào sát với xương mà rạch. Từng tảng thịt được nó nhanh chóng ném vào trong túi. Nó chỉ rạch hết phần xương sườn, còn lại phần bụng thịt không có giá trị. Vả lại cắt chỗ đó, ruột nó sồ ra rất hôi. Cầm lấy con dao chặt xương, nó chặt cả cái đùi, rồi chặt phần chân bớt lại, vì chân không đáng được bao nhiêu tiền. Lúc này thì dường như con bò đã chết hẳn. Thằng hai nhái hì hục, làm hơn nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ thịt trên lưng bị cắt nham nhở và 4 đùi đã nằm gọn trong những cái túi ni lông đen. Bên dưới có lót vải để máu không rỉ ra chảy xuống đường trong lúc vận chuyển. Bên kia lão Tư đã tiêm xong được một con. Hai nhái thấy vậy thì nói nhỏ. Bác sĩ con còn lại đi, em mang ra xe, quay lại làm cho. Lão Tư gật đầu. Lão lần nữa cầm kim, tiến đến con còn lại. Con bò này rất khôn. Nhìn thấy đồng loại của mình bị giết dã man, nó hung tợn hơn bao giờ hết. Cứ lồng lên, lao đầu hút về phía lão Tư, rồi lại nhanh chân chạy ra, mồm trống lên từng hồi sợ hãi, vang vọng cả chốn này. Sau vài lần cầm dây trấn an không được, lão liều mình đợi khi con bò lao đến thì phóng kim đâm nó, nhưng đều hụt mấy lần. Trong đời hành nghề chắc đây là lần đầu tiên lão gặp con bò hung dữ như vậy. Thấy con bò này kêu ghê quá, lão sợ mọi người quanh đây nghe thấy tìm đến. Quay lại thấy thằng hai nhái đã mang hết mấy bọc ra xe. Lão nhanh tay quay qua xẻ thịt cái con đã bị đâm kim trước đó, rồi vác cái bao ra, hất hàm cho thằng hai rút quân. Con bò thấy hai kẻ bỏ đi, nó đứng lại nhìn theo, mồm rống lên từng hồi bi thảm. Nước mắt chảy ra đau lòng, nhìn đồng loại của mình chỉ còn là hai bộ xương đỏ. Hai kẻ nhanh chóng chạy xe đi đến chỗ quen để tiêu thụ thịt. Mụ chủ thấy mối hời thì hậu hởi vui vẻ ra đón. Nhìn thấy mấy túi to nặng trịch, mụ cười.
Nay hai anh em bội thu ghê ha. Chuyến này bằng gấp mấy chuyến trước rồi. Nói rồi mụ đưa tay đón túi thịt đặt xuống đất. Cảm nhận được sức nặng thì cười đến toát cả mồm. Lão Tư lên tiếng khi xe đã tắt máy. Ôi trời ơi, lần trước nói làm gì? Mới xẻo thịt được quả mong đó thì bị phát hiện. May mà chạy kịp, không thì teo rồi. Hai nhái bỏ mấy túi thịt xuống đất, cười vui vẻ. Này vớ được ổ ba con, mà chỉ kịp xử có hai à, chứ không thì còn đắm nữa. Hôm nay nghe thịt siêu ngon đó. Mụ chủ nghe thấy thì cười thành tiếng. Chuyến này tha hồ tiện mà đi gặp con Xoan rồi nha. Chú là chú có mắt nhìn lắm đó, chọn được cái con xinh nhất quán hả? Ừ. Sao? Chị đã biết rồi hả? Mà Xoan hay đào gì á, thì chỉ có tiền là có nó. Hết tiền nó quay lưng, không có lấy về làm vợ được, cho nên thôi bỏ qua. Trời, chú chưa nghe câu thà lấy đĩ về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đĩ à? Con bé xinh như thế đó, chắc cũng chán việc ngày tiếp trăm thằng rồi. Giờ lại đang mơ ước, có ai đó đưa nó ra khỏi đấy, làm vợ đảm mẹ hiền đó chứ. Hai giái mắt sáng rực lên, như vừa tìm được chân lý của đời mình. Lão Tư sốt ruột dục. Thôi, cần nhanh nhanh đi, còn về nữa, nhà bao việc. Mụ chủ lại đổi chủ đề qua lão. Cốt là giữ mối làm thân với những kẻ này, vì lợi ích đem lại gấp trăm gấp mười lần mấy người buôn bò giá rẻ đưa xuống bán cả cho mụ. Vừa mất công thuê thợ mổ, vừa phải bán cả xương, cả nội tạng mới thu được tí lãi. Nè, bác Tư làm gì mà dội thế? Lại có mối bàn tròn nào hay sao? Mà bác đánh toàn là thua hả? Chuyển qua mê gái như thằng nhái có phải hơn không? Trời, gái với gú gầy người. Ông đây chỉ thích miết miết. Nói đoạn, lão đưa tay lên làm động tác xem bài, mặt cười khoái trá. Ba người mang tất cả vào bên trong. Tính tiền rồi nhanh chóng tản ra, mỗi người một hướng. Căn nhà này mặc dù nằm trong ngõ cụt và những nhà khác đều khóa cửa, nhưng cứ cẩn thận thì hơn. Cầm tiền trên tay, thằng hai nhái đi đến quán karaoke đầu phố, mồm hát nghêu ngao, chốc chốc còn hít sáo yêu đời. Còn lão Tư lần này cũng vậy. Sau mỗi phi vụ, lão đều về nhà tắm rửa thật sạch, thắp nhang cúng bái. Cứ tưởng là ăn năn sám hối, cầu siêu thoát cho chúng sanh. Nhưng không, đó là lão chuẩn bị cho sòng bài ngồi thâu đêm suốt sáng sắp tới. Thắp nhang là cầu xin các cụ phù hộ cho hôm nay thắng quả lớn. Nếu được vậy, mai về sẽ mua hoa quả bánh kẹo cúng các cụ. Nhìn lên hương án là biết các cụ nhà lão chắc lâu lắm rồi, chưa được miếng gì bỏ mồm. Ba cốc nước đã cạn khô từ lúc nào, mạng nhện bụi bặm giăng khắp nơi. Đã thế chỉ có mỗi bát nhang, ngoài ra không có bất cứ tấm di ảnh nào cả. Nói về lão Tư, chẳng biết từ đâu lạc về xứ này mà hơn 3 năm trước, chỉ thấy lão có một mình, tiền bạc cũng không có. Lão đi làm ở khu chợ đầu mối gần huyện, chuyên bốc vác thuê cho người ta. Đêm đêm ngủ ngoài cái kiosk ở trong chợ. Mụ thấm là người chuyên bỏ mối thịt bò, thấy tội mới cho lão mượn cái nhà cũ mà trước kia mụ ở. Nó tuy xuống cấp nhưng vẫn tốt chán so với mấy cái sạp bốc mùi tanh hôi ngoài chợ, lại không có vách gió lùa mũi cắn ruồi bu. Nhờ mụ thấm giúp đỡ mới có chỗ nương thân, nên lão hay sang nhà mụ để giúp việc vặt vãnh. Và cũng từ đây lão biết được cái nghề xẻ thịt này. Chẳng mất bao nhiêu công sức, thời gian mà có cả vài triệu bạc bỏ túi. Lão quyết học cho được cái nghề này. Rồi thời gian trôi qua, lão thành nhà cung cấp thịt uy tín nhất, lâu nhất và nhiều nhất cho mụ thấm. Còn những người trước đây làm, kẻ thì bỏ nghề, kẻ thì bị bắt đi tù, kẻ thì mất mạng khi chưa đủ 60 năm cuộc đời. Có đôi lần lão từng nghĩ đến nhân quả báo ứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhân nào thì nhân, chả bằng nhân đói chết. Sống ngày nào hay ngày đó, chết là hết. Còn về thằng hai nhái, lão gặp nó khi nó mới ra tù. Nó phạm tội trộm cắp tài sản, lĩnh án 3 năm. Lúc về thì gia đình bạn bè người thân đều xa lánh. Ngày ngày nhìn người ta ra vào chỉ trỏ, nó không chịu được, bỏ xứ đi lang thang,
rồi dạt đến nơi này. Hôm đó lão Tư thấy nó ngồi ở trước cổng chợ, trong cái bóng râm của một căn nhà khóa cửa, chắc là đi vắng. Người nó gầy như con ma đói, quần áo bẩn thỉu, đi đôi dép tông lào đã mòn dẹp đế. Nhìn thấy nó, lão nhớ đến hoàn cảnh của mình trước kia. Lần la hỏi chuyện thì nó cũng chỉ nói là không nhớ nhà ở đâu, không biết người nhà là ai và bản thân tên gì. Lão đưa nó về chỗ mình cho ăn ở. Dần dà thấy lão đáng tin, nó mới kể hết cho lão nghe về quá khứ của mình. Lão Tư nghe xong, chẳng những không kỳ thị mà còn động viên cho nó theo nghề mình. Dù gì hai người cũng hơn, lỡ xảy ra chuyện có cái thằng từng đi tù liều mình thì cũng thấy an tâm. Và thế là từ đó, hai nhái theo lão qua biết bao nhiêu phi vụ, tung hoành trên khắp huyện mà chưa bị bắt lần nào. Cả hai rất ma mảnh, mỗi lần hành động đều theo dõi kỹ càng và không bao giờ gây án một nơi hai lần, nên nhà nào có bò thì đi mà giữ, không giữ để mất ráng chịu. Nơi hai người đang ở thuộc vùng núi, người dân ở đây chủ yếu trồng cây lâu năm và chăn nuôi, nên lượng trâu bò trên địa bàn huyện này và những huyện lân cận rất nhiều, nên cái nghề này của họ còn lâu mới mai một. Hai nhái sau một thời gian ở với lão Tư, thấy làm đôi ba vụ có tiền thì thuê nhà ở riêng. Chứ không người ta lại thấy hai người suốt ngày lông bông, hành tung bí ẩn lại sinh nghi. Vì chứ mấy cái camera chạy bằng cơm thì cứ đề phòng cho chắc ăn. Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai đã làm với cái nghề này hơn 2 năm, số lần trộm phải tính gần trăm. Mà trên địa bàn huyện này và vài huyện xung quanh, lão biết cũng có vài kẻ hành nghề giống như mình. Cứ 10 nhà là có 3 người nuôi bò. Có nhà nuôi đến cả trăm con, vì chăn nuôi ở đây là nghề đem lại thu nhập chính, chứ trồng cây lấy gỗ, chờ biết bao giờ mới bán được. Công ty không có người lại chả lắm bò, từ đó nên mới sinh ra lắm thằng bò tặc. Vả lại hầu như là người dân tộc nuôi nhiều, họ ít tiếp xúc với phương tiện điện tử, nghe ngóng báo đài nên cũng không biết được những cảnh báo của chính quyền. Vài ngày trôi qua, cả hai im hơi lặng tiếng để nghe ngóng tình hình phi vụ vừa rồi, xem có biến gì xảy ra không. Như bao lần trước, công an xã cũng chỉ xuống lập hồ sơ rồi để đó, chứ làm sao mà bắt được các ông. Trời nắng như đổ lửa, hai nhái mò qua nhà lão Tư, thấy lão đang ngồi trên hiên nhà, trước mặt có vài quả ổi xanh và chai rượu trắng. Lại bị lục sạch rồi phải không? Lão Tư càng nghĩ càng cay. Điên thật chứ. Chuyện đây tôi ngăn đậm. Hai con ca là 20 điểm của tao. Thế mà rồi thằng chó kia nó rút thêm một lá hạ bài, 21 điểm. Mày thấy có cay không? Hai nhái cười cười. Thế là nó lại vét sạch rồi chứ gì. Mà em bảo nè, em đi nghe ngóng xong rồi đó, không có biến đâu. Triển tiếp thôi hả? Mày chắc cũng cúng hết cho mấy con đào rồi chứ gì. Bố khỉ nữa chứ. Mới 5 hôm mà. Thôi đợi hết tuần này đi. Tao còn đang phải ăn ổi xanh cầm hơi đây nè. Mẹ kiếp nữa chứ. Hai nhái bị nói trúng, cười sượng, rót lấy chén rượu làm phát. Cầm trái ổi nhai rau ráo, hắn nói. Trời, bác chỉ được cái hiểu em. Thống nhất đầu tuần sau nha. Em đi tìm địa bàn đây. Nhắn được mấy chỗ rồi. Hai kẻ cứ thế chụm đầu vào nhau bàn tán, chuẩn bị cho những phi vụ tiếp theo. Thoát một cái đã tháng nữa trôi qua. Thời gian này cả hai cũng làm thêm được 2 vụ, nhưng không khá cho lắm. Một lần xé được một con bê thì có người chạy ngang qua, làm cả hai sợ quá bỏ chạy về, dù không rõ đó có phải là chủ không. Còn một lần mới cắt được cái đùi sau thì nghe có tiếng người nói chuyện từ phía xa, thế là lại ôm cái đùi chạy bán sống bán chết. Hai phi vụ đó căn bản là không đủ nhét kẻ răng,
nói gì là bao gái với đánh bài. Trời hôm nay nắng dịu, hai nhái trên con xe cà tàng của mình đi dạo quanh. Cốt là tìm bò chứ có phải rảnh rỗi đâu. Lúc đi ngang qua con đường đất gần hiện trường, cách đây hơn tháng mình đã hành sự ở đó. Thằng hai chẳng hiểu sao lại quặt tay lái quẹo vào. Đi đến đoạn lần trước, hai nhái dừng xe đứng bên ngoài nhìn vào nghe động tĩnh. Bất ngờ có tiếng bò kêu. Một con kêu trước, rồi ba bốn con đáp lại. Có cả âm thanh của con bê nữa. Hai nhái giấu con xe của mình vào bụi, lấy cây cỏ lấp lên, sau đó đi bộ luồn lên cái đồi chàm cách đó khá xa, ngồi quan sát. Từ trên này, không ai có thể nhìn thấy hắn. Ngược lại, hắn có thể quan sát tất cả bên dưới. Nhìn thấy có 6 con bò, cả to cả bé, đang được cột vào những chiếc cọc chắc chắn, ung dung gặm cỏ. Khắp nơi không có bóng người nào. Hắn thầm chửi. Mẹ nói chứ, lần trước mất hẳn 2 con, thế mà cái khu này vẫn chẳng sợ. Thế thì ông xin. Ngồi quan sát từ sáng đến trưa, rồi lại từ trưa đến chiều, mới thấy có bóng người đi lên dắt bò về. Hai nhái đi theo người đó để xem nhà ở đâu. Quả nhiên người này cùng xóm với cái nhà lần trước, hắn thịt 2 con. Đứng từ xa quan sát, khu xóm nhỏ nằm lọt dưới cái thung nhỏ, thành ra vị trí của hai nhái lúc này có thể nhìn thấy toàn cảnh, thậm chí cả trong sân có gì cũng đều lọt vào mắt hết. Đang theo dõi cái nhà vừa dắt bò về thì đột nhiên hắn đánh mắt vô tình nhìn qua cái nhà lần trước mình theo dõi và thành công thịt 2 con bò. Căn nhà khóa cửa im ỉm, ngoài sân rác rưởi, củi khô, trông nó hoang tàn như thể lâu rồi không có người ở. Chẳng nghĩ nhiều, rất nhanh hắn bỏ qua, tiếp tục theo dõi người kia. Đếm cả thảy trong nhà có 3 người, là 2 vợ chồng và đứa con gái. Ngoài ra còn ai không thì sáng sớm mai phải quay lại đây mới biết được. Quay người trở lại chỗ cái xe, thằng hai nhái lấy ra rồi phóng phút về khu nhà trọ của mình. Trời lúc này cũng đã nhá nhem. Đang ung dung vừa đi vừa quýt sáo, hắn đột nhiên bị một chiếc xe vượt lên chặn đầu. Hắn đạp phanh thắng gấp. Bản tính của thằng ăn trộm cứ thấy có người chặn mình là run sợ. Toàn bỏ xe tháo chạy thì nhớ ra mình đã làm gì đâu mà sợ. Người kia chặn được hắn dừng lại thì nói: "Này, đi đứng cái kiểu gì? Giờ con ngã lăn lóc giữa đường mà không biết kìa." Hai nhái ngơ ngác, cau mày đáp lại: "Anh ơi, anh nhầm hả? Tôi điên mình mà." Người kia khẳng định chắc nịch: "Nè, nhầm cái gì mà nhầm. Tôi đi sau cậu thấy hai mẹ con đang ngồi tự nhiên bị ngã lăn xuống đoạn kia kìa. Tôi mới gồ ra đuổi theo cậu đó." Hai nhái cũng quay lại nhìn theo hướng tay người kia chỉ, mặc dù mình làm gì có vợ con. "Ừ, đâu đâu. Ờ mà bác ơi, em đi có một mình à? Em không có vợ con thật. Đi với ai chả lẽ em không biết. Cậu cứ cãi hả? Tôi thấy rõ ràng, dùng xe lại đi." Người đàn ông kia vòng xe trước, hai nhái mặc dù khó hiểu nhưng cũng theo sau, phần vì muốn hóng hớt xem thằng nào đi xe để rơi được cả vợ con, phần vì muốn chứng minh với cái ông kia là mình trai tân, làm gì đã có vợ. Người đàn ông đi trước dừng lại chạy được khoảng tầm một cây số. Ông ta đứng nhìn quanh, ngó hết bên này lại ngó bên kia, thậm chí còn nhảy xuống xe chạy qua hai bên đứng ngó ngó. Một lát sau quay lại, ông ta nhăn nhó nói: "Kỳ lạ thật chứ, sao lại không thấy đâu ta? Chỗ này làm gì có nhà nào?" Hai nhái cười đểu: "Em bảo bác nhầm mà bác không tin. Chắc vợ thằng nào nó quay lại nó đón rồi." Hai người cứ thế lại quay xe tiếp tục hành trình. Về đến phòng trọ, đột nhiên cảm thấy hôm nay phòng mình mát lạnh lạ thường. Mỗi hôm về đến nơi, nó cứ như cái hầm. Mở cửa ra mở quạt cho thổi hơi nóng ra ngoài, vậy mà nay thời tiết cũng oi nóng, sao cái phòng lại mát như thế. Không nghĩ nhiều, mát thì càng tốt. Hắn đi vào trong tắm rồi ăn tạm gói mì, sau đó leo lên giường ngủ. Đêm đó hai nhái nằm mơ thấy mình đứng chỗ hiện trường, rồi đối diện là một người đàn bà ăn mặc như vừa đi làm về,
tay dắt theo một thằng con trai độ 5-6 tuổi. Hai người đứng đó nhìn hắn với ánh mắt căm giận. Cả ba cứ đứng vậy nhìn nhau cho đến khi hai nhái không chịu nổi, bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Một giấc mơ bình thường, nhưng không hiểu sao nó lại khiến mồ hôi trên trán rịn ra. Ngồi dậy nhớ lại cái ánh mắt của hai mẹ con mà hắn không khỏi rùng mình. Hắn là một người ngủ ít khi mộng mị, có khi cả năm cũng chẳng mơ thấy gì. Vậy mà hôm nay lại còn nhìn rõ mặt người đó. Nằm nghỉ một lát, hắn tự trấn an mình. Có lẽ do ở đây nhiều quá nên mộng mị vậy thôi. Sáng ngày hôm sau, hai nhái chuẩn bị đồ nghề để hôm nay ở lại cả ngày trên đồi theo dõi hoạt động của chủ nhà. Công việc này thường diễn ra vài ngày. Nếu hai ngày đầu sinh hoạt không có gì thay đổi thì ngày thứ ba có thể tiến hành, còn không thì phải theo dõi kỹ hơn. Leo được đến lưng đồi chàm thì cũng đã 9 giờ sáng. Phía dưới có hai người đang ngồi nhìn mấy con bò, có lẽ là chủ. Họ nói to đến độ hai nhái trên này cũng có thể nghe thấy. Tiện thể, hai nhái cũng lắng nghe câu được câu mất. Chết rồi. Trời ơi, thế hả? Khổ thân. Còn mới đi mẹ cũng nói gót. Chứ bây giờ sống còn ý nghĩa gì đâu. Có hai mẹ con à, mà con chết thì mẹ sống làm gì? Hai người cứ câu qua câu lại. Hai nhái mơ hồ nhận ra họ nói đến nhà nào đó, con chết mẹ cũng chết theo. Hai người bên dưới nhanh chóng chia nhau ra hai hướng. Thì ra là bà chủ đi chăn bò, gặp bà đi làm vườn. Trưa hôm đó mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang làm hai nhái thấy mệt mỏi, nằm vật ra bãi cỏ đánh một giấc. Hắn ta lại nằm mơ, vẫn là hai người đêm qua hắn thấy. Người mẹ dắt con mình đứng đó, gương mặt họ bây giờ tức giận hơn hôm qua rất nhiều. Phía sau lưng dắt theo hai con bò. Điều kinh khủng là hai con bò ấy chỉ còn là hai bộ khung xương cùng phần thịt sót lại bị xẻo nhàm nhở. Cái đầu vẫn còn nguyên mà mở mắt đỏ ngầu, lòng phèo theo khe hở của xương sườn lòi ra lòng thòng dưới đất. Thứ nước vàng của chất thải lại chảy ra. Người phụ nữ kia buông tay cầm dây chảo. Hai con bò phía sau từ từ tiến lên phía trước. Hai cái sừng nhắm hướng bụng hai nhái mà hút tới. Chúng đã xông tới với tốc độ kinh người. Khi sát nút thì hai nhái giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh nhưng không có gì cả. Hắn ngồi dậy vỗ ngực thở hổn hển. Không biết người phụ nữ và đứa bé đó là ai, mà hai lần hắn đều mơ thấy như thế. Cố nhớ lại xem mình có từng gặp họ chưa, nhưng hình như có cảm giác vừa quen vừa lạ, không rõ ràng. Cảm thấy trong người bất an, hắn quyết định theo dõi đến đây thôi. Về qua nhà lão Tư xem có gì ăn không. Mấy hôm nay rồi, toàn ăn mì đến nhiệt hết mồm. Nhưng qua đến nơi thì thấy đóng cửa. Hắn biết lão ở đâu, liền quay xe chạy ra nhà mụ thắm. Quả nhiên lão đang ở đây giúp mụ cạo lông bò. Chắc có đội nào vừa thành công phi vụ đem qua bán cho mụ đây mà. Thấy hai nhái, mụ cười giả lả. Ờ, thế hai thầy trò không đi kiếm mối hả, mà qua bên đây hết thế này. Hai nhái đi vào trong, tiến đến cái bàn nước, đá bị thuốc lào thở khói phì phèo. Hắn đáp. Ôi trời, em vừa đi kiếm mồi về đây nè, bà chị yên tâm đi, kiểu gì cũng thịt xịn. Bà ta cười như thể được mùa. Lão Từ thấy nó nói chắc nịch như thế thì liếc một cái ra hiệu bé cái mồm. Có lẽ trong kia có đội khác đang ở đây, nói to lộ hết địa bàn. Làm cái nghề này cũng ganh nhau lắm, càng ít người làm thì mới an toàn và kiếm được nhiều. Chứ để lộ ra chúng nó mà chơi xấu báo công an hay dân thì có chết dở. Hai nhái hiểu ý, đến gần chỗ lão ngồi làm. Đoạn nói nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe thấy. Em tìm được mối rồi, bảy con, không có người trông coi. Khoảng 3 tiếng có thể hành động. Ở đâu? Ở cái chỗ mà lần trước anh em mình thịt hai con một đó. Chết xuống dưới một tí, lúc mang thịt lên hơi xa, nhưng mà vẫn ăn được. Lão Tư trợn mắt nghiến răng. Mày quên quy tắc rồi hả? Không làm một chỗ hai lần,
Ăn gì ngu thế? Biết đâu đấy là bọn công an nó cố tình cài đó. Hai nhái khẳng định chắc nịch. Không, em theo dõi hai ngày nay rồi, dễ gì chúng nó qua được mắt em. Là bọn của cái nhà bên dưới, nó mới mua về. Nhà ấy có hai vợ chồng đi làm hết, còn đứa con gái chiều đi học về mới lên dắt bò. Lão Tư cương quyết. Không là không, nguyên tắc là nguyên tắc, mày đi sang chỗ khác đi. Đang nói chuyện thì trong nhà phát ra tiếng hét của mụ Thắm, nghe chói tai. Hai người nhìn nhau rồi chạy vào bên trong. Có mấy người khác ở sau nhà cũng chạy lên. Mụ Thắm đang ngồi trên đất trong nhà bếp, mặt tái xanh như tàu lá, mắt nhìn đăm đăm lên cái bàn bếp. Mọi người nhìn theo thì chỉ thấy trên đó là một cái đầu bò vừa thui xong, đang thùi lùi, hai mắt trợn lòi ra. Một người đỡ mụ dậy, hỏi xem có chuyện gì. Mụ sợ hãi lùi về sau, mắt nhìn đăm đăm vào cái đầu bò. Đoạn nói lại trong sợ hãi. Bạn nãy đó chị thấy cái đầu này nè, nó chớp mắt, chỗ nó đánh con người nhìn chị. Mọi người kêu lên. Trời ơi, vậy mà cũng la lên như trái nhà rồi. Chồng mụ đứng bên nói. Nó giờ bị khò lửa xong, thịt nó co lại, giờ đem vào đây nó ngủ nó giãn ra thì nó cử động chứ có gì đâu. Mấy tảng thịt lâu lâu nó vẫn giật giật cả tiếng đấy thôi. Đúng là bà. Mụ Thắm nghe vậy thì ngại ngùng. Thì làm bao nhiêu năm rồi bây giờ mới thấy. Mã kinh lắm. Rõ ràng là bị thui với cạo lông đánh lòi cả mắt, rồi kéo màng như thế kia. Thế mà nó vừa chớp một cái xong đó, rồi còn liếc một phát nữa, ai mà chả giật mình. Mọi người cười lên, rồi lại tản ra ai làm việc nấy. Nhà mụ Thắm có một trang trại bò nuôi sau nhà, cách chừng 100 mét. Vừa nuôi công nghiệp, bán con giống, vừa mổ giết thịt, chứ nhà không nuôi. Cũng không buồn mà lại có thịt đem đi bỏ mối nhiều thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Vậy nên mỗi ngày vẫn thịt một con mới có đầu bò này. Chứ mấy ông bò tặc kia chỉ khuân mấy tảng thịt giá trị, chứ hồi đầu lấy cái đầu vừa nặng, vừa cồng kềnh, vừa rẻ. Khi mọi người đi hết rồi, mụ đứng lại nhìn cái đầu một lát, sau đó tiến đến cầm cái mí mắt của nó kéo xuống xem có được không. Nhưng miếng da bị khò lửa cho cứng ngắc, rõ ràng là không thể nào chớp xuống được. Mụ đâm chiêu cau mày đứng hình. Bất giác nó lại chớp lấy một lần nữa. Mụ sợ quá bỏ chạy ra ngoài. Tối hôm đó sau khi về nhà, lão Tư cứ có cảm giác như là ai đang nhìn mình từ phía sau. Người cứ gai gai, rồi phần gáy lông tóc cứ dựng ngược lên. Lão ngồi trong căn nhà tồi tàn, càng lúc càng cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên. Cái cảm giác làm lão khó chịu, thở dài một hơi, kéo theo làn khói thuốc phả ra. Lão nhìn vào màn đêm đen, suy nghĩ về chuyện đời mình. Vốn dĩ lão cũng có một ngôi nhà bình thường như bao gia đình khác, có vợ, có con, có họ hàng làng xóm thân thương. Nhưng rồi cái thói cờ bạc dẫn lão vào con đường tội lỗi. Lão chửi vợ đánh con, rồi có bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồ đạc, lão đều bán tất cả, đổ vào cái bàn đỏ đen, mong sao sớm đổi đời. Nhưng trên hết vẫn là thỏa cái thú tiêu khiển. Đổi đâu chẳng thấy, chỉ thấy nợ càng lúc càng nhiều. Dân xã hội dăm bữa nửa tháng lại xuống tìm, đập phá đồ đạc. Đứa con lớn trong lúc căng ngăn bị chúng hất ngã ra vào cái nồi nước sôi, hủy đi gương mặt xinh đẹp. Đứa con út ghét bố đến độ cắt tay tự tử. Nhà lão tan hoang, chẳng còn lại được gì. Người vợ dắt con lớn đi đâu chẳng rõ, nhưng số nợ vẫn còn đó. Lão cũng đành bỏ đi nơi khác kiếm chốn dung thân. Màn đêm đen đặc, tối như cuộc đời đâm vào cờ bạc của lão vậy. Ném cái tàn thuốc ra cửa, bỗng lão thấy cách mình không xa có hai bóng người đang đứng. Ngoài đó không có đèn, chỉ nhờ vào ánh sáng yếu ớt trong nhà hắt ra, không đủ nhìn thấy diện mạo như thế nào. Ai đây? Lão cất tiếng hỏi. Hai cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, rồi quay bước đi trong đêm tối. Lão nghĩ có lẽ họ nhầm nhà nên cũng không hỏi với theo, mà quay vào tắt đèn đi ngủ. Nằm lên chiếc giường đã gãy mất một chân, mắt nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao đêm nay lại khó ngủ đến như thế.
Bên ngoài vang lên những tiếng dế rã rích trong bụi cỏ. Đang lắng nghe thì lẫn trong đó hình như có tiếng bước chân của con vật nào đó. Âm thanh từ ngoài ngõ vọng đến, giống như nó đang đi vào trong sân. Âm thanh mỗi lúc một to, khiến lão cau mày thầm nghĩ. Quái lạ, khu này làm gì có nhà nào nuôi trâu bò. Và rồi âm thanh đó im bặt. Lão nằm trên giường đảo mắt suy nghĩ, đoán xem âm thanh vừa rồi là của con gì tạo ra. Nằm lắng tai nghe thêm vài phút, không có tiếng động gì nữa, thì lão nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng bất chợt một loạt những âm thanh còng cọc phát ra. Nó giống như là có một đàn trâu bò đang đến gần nhà lão. Lão giật mình mở trừng mắt lắng tai nghe, phỏng đoán nếu đúng thì cũng phải chục con. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Lão giật mình nổi hết cả da gà. Không nhịn được, lão bò dậy đi ra xem có chuyện gì. Hé mắt nhìn qua cái khe ván hở, lão trố mắt ngạc nhiên vì bên ngoài có một con bò đang đứng đó. Cái đầu nó cứ lắc lư giống như động tác đuổi ruồi. Cố nhìn thêm, nhưng cái đầu con bò kia quá to, che hết tầm mắt nên không trông thấy phía sau nó có ai hay còn bao nhiêu con nữa. Lão đứng thẳng dậy, mở cái chốt cửa. Lão cũng không cảm thấy kỳ lạ là vì sao bò nó lại đến nhà mình vào nửa đêm. Cánh cửa vừa mở ra thì lão cũng trợn trừng kinh ngạc khi thấy trước mắt bây giờ là cả một đàn bò, không biết bao nhiêu con. Chúng đứng san sát nhau từ cửa nhà đến tít ngoài ngõ. Đôi mắt đã quen với bóng tối nên lão nhìn rõ lắm. Tất cả những con bò này chỉ còn lại phần đầu nguyên vẹn, gắn lên bộ xương bầy nhầy máu thịt bị dao cắt xém nham nhở. Lòng ruột của chúng sổ hết cả ra, đôi mắt lòi ra. Có con mắt trắng, có con mắt đen, có con thì chỉ là hai cái lỗ sâu hấm. Cảnh tượng này lão thường xuyên thấy, nhưng lúc đó chúng đều đã chết. Còn giờ đây lại có thể đứng, đi lại, rồi có con còn kêu ò ọ, dù cho cơ thể chẳng còn miếng thịt nào. Con bò đứng đầu lao tới, nó hướng cặp sừng muốn hút chết kẻ trước mặt. Đàn bò cũng nháo nhác lồng lên, đẩy nhau lao tới. Lão Tư sợ hãi xoay người bỏ chạy vào bên trong. Nhưng vừa quay lại thì thấy một cảnh tượng còn kinh hãi hơn gấp trăm nghìn lần. Một mụ đàn bà đang trồng cái cổ của mình vào sợi dây thừng treo lủng lẳng giữa nhà. Thân thể đang xoay xoay cho đến khi dừng lại đối diện với lão. Cái lưỡi người kia thè ra tím bầm, nhỏ máu xuống cổ áo. Cái đầu ngoẹo sang một bên, trợn trừng đôi mắt nhìn lão. Cái cần cổ bị kéo dài ra, sợi dây siết vào đó hằn lên vết tím bầm. Phía dưới là một thằng trẻ con độ 5-7 tuổi đang đứng, tay nó còn nắm lấy chân người đàn bà. Gương mặt nó vô hồn trắng bệch như bôi vôi, hai hốc mắt thâm quầng như kẻ mất ngủ lâu ngày. Nó đứng đó nhìn chằm chằm vào lão. Mọi thứ nói thì lâu, nhưng nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Bên ngoài mấy con bò trơ xương đang không ngừng chen nhau, thò cái đầu vào. Một con chui tọt vào, hút từ sau lưng, khiến lão Tư bị hất văng lên, ngã dối dụi xuống nền gạch. Lão bây giờ mới hồi thần lại, lớn tiếng kêu cứu. Đàn bò cũng đồng loạt kêu lên, như muốn lấn át hết âm thanh của lão. Căn nhà bị xô đẩy cũng bắt đầu lung lay. Bên trong con bò kia không ngừng dùng hai chi trước của mình bổ xuống thân thể của lão Tư, khiến lão đau đớn thấu xương, thổ cả huyết, chỉ còn biết co quắp lăn trên đất, hai tay ôm lấy đầu mà chịu trận. Trong lúc đó, lão vẫn đánh mắt nhìn xem hai kẻ xuất hiện trong nhà đâu rồi. Lão vẫn nuôi hy vọng đó là người có thể cầu cứu. Lúc này hai người đang ngồi trên ban thờ. Cái ban thờ chỉ có bát hương đầy mặn nhện giữa nhà. Đoạn cả hai cất tiếng cười khùng khục khoái trá, đầy sự thỏa mãn. Rồi âm thanh tức giận rít lên. Đúng rồi, giết chết nó đi. Hành hạ nó cho đến chết, như cái cách nó làm với mày. Hai ba con bò nữa cũng lách mình qua được cái cửa. Chúng nó cùng nhau hợp sức, còn thì lấy sừng hút.
từng cú hút xuyên qua lớp thịt, làm máu chảy thấm đẫm loang lổ dưới nền. Con thì dùng chân dẫm làm thịt nát, xương gãy vụn. Con thì ra sức dùng chân sau đá bầm bập vào đầu mỗi khi lão bị dựng dậy, làm máu mũi, máu mắt, máu tai chảy ra chan hòa. Rồi mắt lão càng lúc càng mơ hồ, cơn đau vượt sức chịu đựng. Đàn bò bên ngoài không chen vào trong được, chúng dàn hàng ngang ra sức hút vào vách nhà. Căn nhà vốn lâu ngày đã xuống cấp trầm trọng, bây giờ chịu tác động của vật siêu nhiên thì bắt đầu rung chuyển. Từng lớp bụi mù từ mái ngói bắt đầu rơi xuống, kéo theo đó là từng viên ngói vỡ choang. Cái kèo bằng thân cây luồn mục nát cũng gãy gập, làm cả một khoảng mái nhà đổ xuống đè lên người lão Tư. Lão vẫn còn ý thức, cơn đau cứ giằng xé khiến lão chỉ muốn chết đi. Nhưng không hiểu sao càng lúc lão lại càng thấy tỉnh táo, như thể buộc phải hứng chịu cho trọn vẹn cơn đau dữ dội này. Bên phòng trọ của thằng Hai Nhái, hắn ngồi bật dậy thở hồng hộc. Cơn mơ vừa trải qua khiến cho hắn sợ hãi đến túa mồ hôi hột. Giấc mơ về ông Tư vừa rồi chân thật đáng sợ. Lau đi những giọt mồ hôi, hắn nằm xuống lại mà trong đầu suy nghĩ miên man. Trong giấc mơ ban nãy vẫn xuất hiện hai bóng dáng mà mấy đêm rồi hắn đều trông thấy. Có điều lần này lại ở trong nhà lão Tư và ra lệnh cho đàn bò giết chết lão. Trong lòng bỗng thấy bất an, cầm điện thoại muốn gọi cho lão, nhưng thấy đã 2 giờ sáng, hắn bỏ ý định đó. Giờ này gọi lại bị lão chửi cho một trận, đêm hôm mơ vớ vẩn rồi gọi phá giấc ngủ của người ta. Vác tay lên trán suy nghĩ mông lung, cái giấc mơ kia nó cứ như thước phim được phát đi phát lại trong đầu. Từng cảnh từng chi tiết, nó thật như bản thân đứng đó chứng kiến. Lại nhớ đến mấy bộ dáng tởm lợm kinh dị của mấy con bò, khiến hắn rùng mình thở dài. Có lẽ dạo gần đây đói ăn chưa có mối nào, trong đầu hay suy nghĩ về chuyện trộm thịt bò nên mới mộng mị như thế. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Hai Nhái đang ngủ vắt lưỡi thì nghe tiếng điện thoại reo lên. Mắt nhắm nghiền đưa tay tìm mãi mới thấy. Đưa lên hé mắt nhìn thì ra là Mụ Thắm. Alo, bà chị gọi em sớm thế. Hai ơi, qua nhà lão Tư đi, lão chết rồi. Câu nói vừa kết thúc thì Hai Nhái trợn trừng mắt, mở to hết cỡ. Hắn ngồi bật dậy, nói như hét. Chị nói cái gì? Ai chết? Mày qua nhà lão Tư luôn đi, nhanh lên. Tiếng ngắt kết nối vang lên tút tút. Hai Nhái ngồi thượng người, rơi vào trạng thái mông lung. Sau vài giây, hắn lấy lại bình tĩnh, lao xuống khỏi giường, vỡ lấy cái áo, dắt xe đi chẳng thèm đánh răng rửa mặt. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, liệu cái chết của lão có liên quan gì đến giấc mơ đêm qua không? Không lẽ đó là điềm báo? Kẻo gà chạy hết tốc lực đến nhà lão Tư. Căn nhà vốn nằm trong khu thương người, lúc nào cũng yên tĩnh vắng vẻ. Thế mà giờ đây, người đứng từng tóp, bàn tán rôm rã, chỉ trỏ tay vào trong. Thoáng còn thấy vài anh áo xanh, không khỏi làm Hai Nhái có chút chột dạ. Tấp con xe vào gốc cây, rồi nhanh chân đi vào bên trong. Càng thấy hồi hộp, lo lắng. Hắn với lão Tư tuy không có máu mủ gì, nhưng ngày hắn rơi xuống đáy xã hội, tư tưởng còn muốn kết thúc mạng sống, thì lão đưa tay vớt hắn lên, rồi đối tốt như người nhà. Và hắn cũng đã coi lão là ruột thịt từ lâu. Bây giờ nghe tin sét đánh, hắn cảm giác như chính người thân của mình mất đi. Đôi mắt cay cay theo mỗi bước chân tiến gần vào bên trong. Đến nơi hắn trợn trừng há hốc, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Căn nhà cấp 4 đổ nát hoang tàn, gạch ngói vỡ nát, vôi vữa bong tróc, từng mảng tường nham nhở khắp nơi trên đất. Bên trên đống đổ nát,
có đến 5-7 người đang ra sức đào bới. Khênh từng mảng tường ném sang một bên, rồi hò nhau tìm kiếm thứ gì đó. Bất ngờ có một ông kêu lên: Đây rồi, thấy đây rồi. Ngay lập tức, những người xung quanh đang đào bới dừng tay đổ xô đến, vừa reo lên vừa ra sức lật ném đào bới. Hai nhái thấy vậy thì xông vào, vừa muốn xem là cái sự gì, vừa muốn giúp một tay. Khi đã đến gần, hắn á khẩu đơ người. Một bàn tay nát bấy bầm dập bị cát bụi của xi măng bao phủ, rồi đến vai, bụng, thân trên, cuối cùng là gương mặt người hiện ra. Chính là lão Tư. Lão nằm đó, gương mặt sưng phù, thất khiếu có dòng máu đen khô lại, một con mắt trợn lên lòi ra bên ngoài. Người ta cầm vào tay, vào vai của lão lôi ra, thì lập tức con mắt đó rời ra lăn lòng lóc vào một cái hốc nhỏ. Hai nhái cũng nhảy vào đào nốt phần chân. Thân thể lão cuối cùng cũng được đưa ra ngoài. Có người bảo hai nhái tìm con mắt cho lão để cơ thể đầy đủ, tránh hồn về oán hận vì thiếu mất một bộ phận cơ thể. Hai nhái kiếm cái túi lồng vào tay, đưa vào cái hốc nhỏ tìm kiếm. Khi chạm vào cái thứ mềm mềm thì lông tóc trên người dựng hết cả lên. Người dân đứng xem bắt đầu xì xào bàn tán khi trông thấy xác lão Tư toàn thân nát bấy, quần áo rách nát tả tơi, bị bụi đất bao phủ, máu đỏ loang lổ, có những vết rách lớn lộ ra, da thịt bị thủng đỏ lồm, ổ bụng như bị thứ gì đâm lòi cả ruột ra. Hai nhái tay run run cầm con mắt của lão Tư đem lại chỗ cái xác mà không khỏi buồn nôn kinh sợ. Nhìn thấy tử trạng của lão Tư, bất giác hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua. Những vết thương đó hệt như bị mấy con bò quỷ hút. Pháp y có mặt bắt đầu vào cuộc khám nghiệm và kết luận lão bị nhà sập đè chết. Cũng vì lão không có vợ con thân thích nên chính quyền đứng ra xin hảo tâm mỗi người mua cái quan nhập liệm cho lão, rồi chiều hôm đó đưa đi chôn luôn. Hai nhái có mặt cho tới lúc chôn cất lão xong, thì mọi người đã ra về hết. Còn hắn ở lại ngồi bên mộ lão, đốt thêm một que hương cắm vào, nước mắt trào ra. Hắn méo máu tâm sự: Lão Tư à, lão nói đi, sao đời người lại vô thường như thế? Mới hôm qua tôi với lão còn ngồi chơi nói chuyện, mà giờ chỉ còn mỗi mình tôi. Lão bây giờ màu yên mã đẹp rồi, lão nói xem, sau này tôi biết làm gì chứ? Rút điếu thuốc châm lên rít một hơi, rồi ngồi dựa lưng vào nấm mộ mới đắp, nhìn lên bầu trời đang bắt đầu tắt nắng. Thằng hai thở hắt ra: Lão nói cho tôi biết đi, sau này tôi phải làm gì? Bỗng sau lưng hắn nghe thấy có ai đáp một chữ rõ mồn một: Chết. Hắn giật mình quay lại, nhìn quanh một lượt. Không có ai ngoài những ngôi mộ lạnh lẽo nằm san sát nhau. Trống ngực thình thịch, da gà da chó cũng theo đó nổi khắp người. Ai đó? Không gian bốn bề yên tĩnh, chỉ có đám khói nhang bay lên siêu vẹo trong khung cảnh lạnh lẽo này. Hắn nghĩ là ban nãy mình nghe lầm nên cũng không để tâm, liền cắm cái điếu thuốc xuống đất như thể mời lão Tư. Nó lại thở dài: Lão Tư nè, đêm qua tôi mơ. Nói đến đây, hắn khựng lại lần nữa. Phải rồi, giấc mơ đêm qua nó như báo trước cái chết của lão. Hắn vội đứng dậy chạy đến nhà mụ thắm. Mụ thắm đang ngồi với chồng ngoài sân uống trà. Hôm nay mụ nhàn nhã, cả ngày cũng lo đám tang cho lão Tư, bỏ ra không ít tiền, vì dù gì lão cũng ở nhà của mụ rồi làm việc cho mụ, ít nhiều cũng nên có trách nhiệm. Mụ thắm thấy hai nhái vào thì thở dài. Mụ biết người buồn nhất lúc này là nó. Đợi nó ngồi xuống, để đến trước mặt cốc trà, đoạn an ủi: Thôi, ông không may chết rồi. Ê, đời người vô thường thật đó. Không, có cái này lạ lắm. Hai nhái ngồi kể lại toàn bộ những gì đêm qua mơ thấy cho mụ thắm cùng chồng nghe. Ông chồng không tin tâm linh,
liền giải thích theo cách khoa học. Thứ nhất có khi mày với lão tự thần quá nên là có một sợi dây tương thông. Thứ hai là lão ấy bị thủng bụng, nhưng mà không có thứ gì cắm vào, thì có thể là do lúc nhà sập đó, cái cây kèo nào đó nó rơi xuống rồi nó đâm vào, rồi thì lúc tường đổ đó nó bị văng ra. Rồi thứ ba là làm gì có con bò nào bị lóc hết thịt mà đi được, mày cứ vớ vẩn. Nghe ông ta nói, cả hai nhái và mụ thấm đều rơi vào trầm ngâm. Ngẫm thấy có lý, mụ thấm trấn an. Thôi mày về nghỉ đi, ở mà còn tiền không? Mụ rút trong túi ra mấy trăm đưa cho hắn, vì biết mấy ngày nay hắn làm gì có xu nào dính túi. Nè, cầm lấy mà tiêu, rồi hôm nào trừ đi sao? Câu nói của mụ chứng tỏ vẫn muốn hai nhái tiếp tục công việc đó. Hai nhái im lặng, đưa tay nhận lấy số tiền, rồi chào hai vợ chồng ra về. Câu nói của ông chồng tuy thuyết phục, nhưng hắn vẫn tin có thế lực tâm linh nào đó đang ẩn hiện trong câu chuyện này. Vài ngày trôi qua, hai nhái cứ nhốt mình trong phòng, không đi tìm mối để róc thịt nữa. Hắn quyết định bỏ cái nghề ác nhân này mà hoàn lương. Mấy ngày này không hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Đêm nào hai nhái cũng mơ thấy người phụ nữ và đứa bé cùng với mấy con bò còn trơ bộ khung xương tìm về. Họ đứng ngoài cửa như chờ đợi điều gì đó. Trong đầu vô số câu hỏi được đặt ra. Mấy con bò thì có thể lý giải là bị hắn giết nên oán hận tìm về. Vậy còn người đàn bà và đứa bé kia là ai? Hai người đó như là mẹ con thì phải. Ngồi nghĩ mãi không ra vì sao lại thấy hai mẹ con nhà đó. Đã vậy hắn còn nhìn rõ mặt. Vừa có chút quen, vừa lạ lẫm như thế nào. Vì có cố cũng không nhớ ra họ là ai và đã từng gặp ở đâu. Thở dài một hơi, rồi không nghĩ nữa. Cái bụng đột nhiên kêu lên ùng ục vì đói. Mấy trăm nghìn mụ thấm đưa đã hết khi còn chưa ấm túi. Dắt con xe chạy qua nhà mụ với ý định thông báo rằng hắn không làm nghề này nữa và mượn mụ ít tiền cầm cự cho đến khi xin được việc. Vừa vào đến sân, thấy mụ đang cân thịt của đội khác. Nhìn mấy cái túi bóng đèn là hắn đoán ra ngay. Gạt chân chống xe xuống, còn chưa kịp cất lời thì bỗng rầm một tiếng, như là có thứ gì vừa rơi xuống mái tôn vậy. Căn nhà của mụ thấm có 4 tầng. Phía ngoài sân này được bắn tôn che kín để lấy chỗ chứa hàng và buôn bán giao dịch. Nghe tiếng động như thể có đứa nào đứng trên tầng ném thứ gì rất to xuống. Mọi người ngẩng mặt lên thì thấy cả một mảng tôn lớn bị trũng xuống. Mụ thấm tưởng con mình nghịch thì quát: "Bi à Bi, mày nghịch cái gì đó?" Mụ chạy vào nhà rồi lên tầng xem xét. Một lát sau, mọi người nghe tiếng thét ván trời vang lên. "Ôi trời đất ơi, ông Hùng ơi, ông Hùng, ai cứu tôi với?" Mọi người nhìn nhau một cái, rồi ba chân bốn cẳng chạy lên. Tới tầng 2 thì thấy mụ thấm đang đứng ngoài ban công, đưa tay ra như muốn với lấy thứ gì. Mọi người chạy ra thì thấy thằng con trai mụ đang nằm trên mái tôn bất tỉnh, máu mồm máu mũi chảy ra. May là mái tôn nhà mụ làm loại tốt chắc chắn, chứ không rách tôn rơi xuống nền bê tông thì có mà nát đầu. Tất cả hò nhau lấy thang trèo lên, đưa thằng bé xuống rồi chở lên bệnh viện. Nhìn tình trạng này chắc có lẽ nó rơi từ trên cao xuống nên va đập mạnh, máu mới chảy nhiều như thế và mái tôn mới trũng xuống ghê như vậy. Hai nhái tiêu nghỉu về nhà, thế là ý định mượn tiền không thành. Hắn lại nghĩ tới con bồ mình, giờ chỉ còn mỗi em ấy là thân thiết, chứ làm gì còn ai sẵn sàng cho hắn vay tiền. Nghĩ là làm, hắn chạy luôn đến quán. Do không có tiền lên phòng nên nhắn người gọi em bồ ra một góc để nói chuyện. Sau khi nghe hai nhái nói thì con bồ quắt mắt lên chửi: "Nè, anh có còn là đàn ông không? Lúc chơi thì ngọt nhạt nói này nói nọ, mà giờ đi dây tiền hả? Muốn lừa bà đó hả? Không có cửa đâu nghe. Bà đẹp chứ bà không có ngu. Đi chỗ khác chơi cho bà còn làm ăn." "Kìa, sao em lại nói vậy? Anh chỉ vay thôi mà chứ có xin đâu." "Thôi đi, cái loại đàn ông như anh thì thiếu gì. Giờ ngọt nhạt dù chúng tôi yêu á, cho bọn rút tiền. Nè,
con này không có ngu, đúng là cái loại phế vật ăn bám mà. Hai nhái tức khí muốn vả cho nó một cái, nào ngờ nó hô lên: "À, anh Dũng ơi, có đứa đòi đánh em nè." Hai thằng cao to đi ra, cơ bắp cuồn cuộn, mực xăm kín tay, gương mặt bậm trợn, đằng đằng sát khí, đứng chắn trước mặt nhìn hai nhái nhỏ bé bên dưới. "Nè, cái thằng kia, mày muốn phá chỗ tao làm ăn á thì cũng phải xem đây là đâu chứ hả?" Hai nhái thấy thế thì hơi rén, vội vàng thu tay xin lỗi rồi leo lên con xe đi về. Về đến nhà càng nghĩ càng tức, trước có bao nhiêu tiền đều bo cho nó hết, có lần đến vài triệu bạc, thế mà bây giờ vay có mấy trăm nó lại bố láo, đúng là không thể nhịn nổi. Hắn thầm quyết tâm phải cho con này một trận cảnh cáo, cho nó chừa cái thói mất dạy. Nhưng trước mắt bây giờ phải đi kiếm tiền đã. Hắn nghĩ đến chỗ mấy con bò hôm trước mình theo dõi, bất giác cứ thấy phóng xe đi luôn, với ý định làm nốt vụ này rồi gắt kiếm vẫn chưa muộn. Đi đến nơi, bây giờ mới chỉ hơn 10 giờ sáng, nhìn quanh chẳng có con bò nào ở đây, trong lòng có chút hụt hẫng. Bất giác chân hắn cứ thế đi theo con đường mòn nhỏ xuống cái xóm bên dưới. Hắn chẳng sợ ai, vì nếu gặp người chỉ cần nói đi tìm vườn cây để mua, có làm gì đâu mà sợ bị bắt. Cái xóm nhỏ im lìm vắng bóng người qua, đàn chó thấy có người lạ thì thi nhau chạy ra cổng sủa lên ong ổng. Cái xóm này hắn không có lạ gì, hơn tháng trước cũng đi xuống đây để dò la nhà hai mẹ con kia mà. Nghĩ đến đây chân hắn khựng lại, toàn thân sợ hãi, lòng tóc dựng ngược. Hắn như hiểu ra điều gì đó, mất vài giây đứng lặng giữa trời nắng, mặc cho bầy chó ở xung quanh sủa lên ong ổng, có con còn nhăm nhe cắn vào chân. Hắn lao nhanh tới căn nhà của hai mẹ con đó, vẫn không cảnh như mấy hôm trước, không khác gì nhà hoang, mọi thứ bừa bộn, rác và lá cây, cành khô khắp nơi. Căn nhà đóng cửa im lìm, bạn nhện giăng kín mái hiên. Đang dòm vào trong thì có tiếng người nói phát ra sau lưng của hắn, làm cho hai nhái giật mình. "Này, cậu tìm ai đó?" Nhìn thấy là một ông bác, có lẽ nhà gần đây thấy chó sủa nhặn lên nên mới đi ra. Với cái bản năng nói dối lươn lẹo bẩm sinh, hắn ngay lập tức đáp: "À, cháu thấy bảo nhà này là có vườn cây bán mà không có thấy ai trong nhà." "Làm gì còn ai, hai mẹ con đó chết cả rồi." Hai nhái như có luồng điện chạy xoẹt qua đến cứng người. Chết ra chú. "Ôi, khổ thân. Đứa con chơi kiểu gì mà ngã từ trên cây cao xuống chấn thương sọ não. Nhà thì chỉ có hai mẹ con à, cũng nghèo lắm. Mẹ nó vay chạy khắp nơi không có. Chạy về tính bán vội ba con bò đó, thì bị bọn thất đức nó thịt mất hai con. Số tiền không đủ nên bệnh viện không có làm phẫu thuật, thành ra chậm trễ, thế là thằng bé chết. Sau đám tang vài ngày đó thì không ai thấy bà mẹ đâu. Mãi khi có người qua đưa đồ đến, gọi mãi không thấy ai, nên nhìn qua cái khe hở cửa sổ kia đó thì thấy treo cổ chết rồi. Đến khổ." Hai nhái đưa mắt nhìn theo tay ông chú chỉ. Quả nhiên cửa sổ bị mất một ô, chắc do lâu ngày hư hỏng. Chợt hắn rung lên từng chập, gương mặt biến sắc. Vì thứ hắn đang trông thấy qua cái ô đó là hai gương mặt, một phụ nữ và một trẻ em. Bà mẹ tím tái trợn mắt lên, đứa con thì trắng giả như vôi. Hai nhái sợ hãi quay người bỏ chạy, chẳng nói năng gì, làm cho ông chú kia cau mày khó hiểu. Chạy một mạch lao lại chỗ con xe của mình, mồ hôi lạnh vã ra, hắn sợ đến run rẩy. Bây giờ hắn biết hai mẹ con xuất hiện mỗi tối trong giấc mơ là ai rồi, và nguyên nhân cái chết của hai mẹ con nhà đó cũng một phần do hắn và lão Tư gây ra. Giờ đây lão Tư đã chết, thằng con nhà mụ thắm mới bị tai nạn không biết ra sao. Xem ra là do hai mẹ con nhà kia oán hận mà trả thù, chứ không thể trùng hợp thế được. Chạy xe đến bệnh viện, gọi điện biết mụ thắm đang ở khoa cấp cứu nên hắn rất nhanh đã có mặt. Còn chưa kịp nói năng gì
thì thấy mụ cứ gọi khóc rưng rức. Hỏi ra mới biết thằng Bi con mụ chấn thương sọ não, đang phẫu thuật bên trong. Hai nhái đờ người, vậy là không sai vào đâu được. Hai linh hồn đó đã quay về trả thù rồi. Hắn gọi thêm một lúc rồi kiếm cớ ra về. Giờ đây phải lo cho mạng sống của mình trước đã. Mang con xe đi bán được ít tiền, Hai nhái nhanh chóng dọn đồ đạc, bắt xe về quê luôn. Bây giờ làm gì còn nơi nào cho hắn dung thân ngoài gia đình cơ chứ. Hắn nghĩ đơn giản, chỉ cần đi xa khỏi nơi này thì vong hồn hai mẹ con kia sẽ không làm gì được hết. Ngồi trên xe khách, Hai nhái mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, thấy xe dừng rồi có khách lên xe. Sau đó người kia ngồi xuống ghế bên cạnh hắn. Hai nhái không quan tâm mà xoay người vào trong ngủ tiếp. Bỗng có một bàn tay lạnh buốt đập vào tay hắn. Tiếp đó là tiếng trẻ con nói chuyện với mẹ. Hai nhái nghe loáng thoáng. Mẹ ơi, cháu ấy kìa, cháu ấy kìa mẹ. Giọng người mẹ đáp. Để chú ngủ thêm đi con, chưa có đến lúc. Những câu nói kỳ lạ của hai mẹ con khiến cho hai nhái mở mắt, xem là đã gần đến nhà chưa, vì hắn cảm giác mình ngủ lâu lắm rồi. Nhìn qua khung kính thấy trời đã tối đen. Quay qua thì thấy hai mẹ con ngồi kế mình. Bà mẹ cúi đầu cúi xuống, mái tóc dài lòa xòa che kín, còn đứa con đang quay mặt sang hướng khác. Đúng lúc ấy đứa bé quay lại, nở một nụ cười rồi reo lên. Mẹ ơi, chú ấy dậy rồi á. Gương mặt trắng giả vô hồn, thêm hai hốc mắt đen sâu hắm, khiến hai nhái á khẩu. Mái tóc của người mẹ cũng dần vén lên, để lộ cái mặt tím tái, lại còn thè cái lưỡi dài ra, nhỏ nước dãi nhễu nhão, trông đến tởm lợm. Hai nhái nhận ra đó là mẹ con nhà quỷ thì hét lên, chân tay vùng vẫy loạn xạ. Bỗng có tiếng bóp vang lên, hai nhái cảm thấy mặt đau rát. Mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang ngồi trên xe, bên cạnh là một ông chú. Ông nhăn nhó khó hiểu. Nè, cậu sao thế hả? Cứ kêu gào mãi hả? Tôi phải tát cậu thì cậu mới tỉnh đó. Hai nhái nhận ra đó lại là một giấc mơ, vội vàng không nói rồi cảm ơn ông. Hắn khóc thầm, về là oan hồn của hai mẹ con kia có lẽ đã theo hắn về rồi. Giờ có đi đến đâu thì họ cũng sẽ ám mà thôi. Ngồi mông lung không biết làm gì, chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Đúng rồi, phải lên chùa, có vậy thì mong hai mẹ con nhà ấy sẽ không theo được. Nghĩ là làm. Về đến quê, hắn đi luôn đến chùa làng. Phải năn nỉ mãi thì sư trụ trì mới cho hắn vào ở chùa làm công quả. Từ ngày hôm đó, đêm nào hai nhái cũng mơ về hai mẹ con nhà nọ đang đứng trước cổng chùa nhìn hắn. Còn bản thân thì không dám ra khỏi chùa nửa bước. Thời gian trôi qua, thoát cái hai nhái đã ở đây hơn một năm. Thời gian làm con người ta thay đổi rất nhiều. Hai nhái bây giờ cũng vậy. Từ một thằng bát nháo bố láo, giờ hiền lành, ăn nói tế nhị, chăm chỉ làm phước, hòng hóa giải đi cái nghiệp mình gây ra. Giấc mơ về hai mẹ con nhà kia vài tháng đổ về đây cũng không còn nữa. Hai nhái nghĩ do mình hằng ngày đọc kinh siêu độ cho họ nên họ đã buông bỏ mà đi vãng sanh. Trong thời gian này cũng nghe thông tin về nhà bà Thắm. Nghe đầu giờ gia đình tan hoang, chẳng còn lại gì. Chồng đi theo gái từ sau khi đứa con bị chấn thương trở thành thực vật. Tiền bạc trong nhà cũng vì vậy thiếu trước hụt sau. Nghe tin này hai nhái buồn lắm, xin sư cho ra ngoài một chuyến để đến khuyên bà ấy hành thiện và cũng kể lại cái nghiệp mà họ đã gây ra. Sư trụ trì đồng ý và cho hắn mượn xe máy của mình. Hắn ở trong chùa lâu và nặng nặc xin quy y, nhưng sư không chịu vì biết hồng trần hắn còn vướng mắc nhiều nên cho phép tu tập vẫn để tóc. Đi trên đường, hai nhái không ngừng nhớ lại thời bồng bột mình đã gây ra bao nhiêu tội lỗi. Giờ đây giác ngộ rồi, thấy thật là hổ thẹn. Đi đến đoạn ngã tư dừng đèn đỏ. Trên đường vắng người, chỉ có vài chiếc xe dừng phía sau. Khi nhảy qua đèn xanh thì hai nhái vặn ga đi tiếp, mà không để ý có một chiếc xe container đang lao tới
và tông thẳng vào. Cả người cả xe của hai nhái bị cuốn vào trong gầm, lồi đi trên mặt đường, khiến da thịt bị chà sát xuống, rách toạc. Đến khi lòi xương thì con xe container mới dừng lại. Trước lúc rút hơi thở cuối cùng, hai nhái nhìn thấy lẫn trong đám đông đang bàn tán có bóng dáng của hai mẹ con nhà nọ. Họ đứng đó với gương mặt không còn tức giận mà nở một nụ cười với hắn. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong câu chuyện ngắn Nghiệp sẽ trộm thịt, tác giả Diễm Hằng. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.